第329天 ba trăm hai chín hãy nghe phá nhắc lại cách nói những người từng nếm qua lầu nhà họ ấy mà, Chẳng qua họ qua 火锅的人啊，尝过他们家火锅的人呐、啊，尝过他们家火锅的人呐、啊。Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Không rõ lắm.

棕色门，身板儿得自选，太他来自己选。这料牌很绵密，面料很柔软。钢躺啊，紧张吗？嗨球。 200万 200 one. Quá khen rồi Quá chàng lợ. Sau này sẽ có dịp gặp lại Hậu chi Thái độ nói chuyện Số hóa Bán thế nào Giấm ấm mải. Bảy nghìn. Chi trăm Chậm. Mạn. Mười 10 phút. Sứ phân trung. Có thể ăn được cay hay không? Nấng bù nấng chư lạ. Ai Nhà đối diện kia Tới miền này cha